OK，Hello，大家好。那我们今天呢，来分享胡志明1975年9月2号所念的独立宣言全文。我找到了这个影片是 VTV 分享的，它是有字幕哦。VTV 是越南国家电视台。那为什么要找到有字幕的版本呢？因为就好比现在很多人在听蒋介石讲话的时候，可能还是听不太懂一样。但我个人是至少听得懂90%以上胡志明在讲什么，但是以当时你说100年前的人在讲话，其实还是有一些用词跟现在有点不同。有字幕当然会比较精准一点。然后第二是我现在是开着门的，因为清迈刚下雨，然后天气蛮凉的，然后我就不想开冷气。可是这样子一来，你可能会听到外面的这个树叶声音啊，松鼠在那边爬，然后偶尔可能会传来车子的声音之类的，所以如果真的有的话，那就请大家见谅哦。那我们就进到正题来看一下这个影片。我基本上呢，其实也不会介入太多，就是用字幕翻译的方式跟大家一起看。那如果有需要讲解的地方，我会跟大家分享。在我做上一个影片的时候，我朋友就问我说：“为什么你要叫胡志明，叫胡伯伯？”那这边跟不懂的朋友再介绍一次，就是说，越南人会叫胡志明叫胡伯伯，Bakpo，这是一种亲切的称呼，是一个又尊敬他，然后又敬爱他的一种心态下去这样子叫的。Ơi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. hỡi 是一种称呼，而不是一种称呼，一种呼喊、呼喊、呼唤的用词。嗨，它其实基本上一般不会被翻出来。那这边让我比较意外的是，胡志明本人他不是南越口音，但是他"惹"这个字念"惹"。Lời bất hủ ấy ở trong bản tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ. OK，他引用了美国的独立宣言，当时的美越还没有交恶。Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sung sướng và quyền tự do. Bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi. Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được. Thế mà hơn 80 năm nay bọn thực dân Pháp lợi dụng lá cờ tự do bình đẳng bác ái. bọn，他用了 bọn，也就是说，他前面讲美国的时候没有用 bọn，bọn 是比较轻蔑、轻鄙的去称呼一群人的时候会用 bọn。Đến cướp đất nước ta, áp bức đồng bào ta, hành động của chúng trái hẳn với nhân đạo và chính nghĩa. Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào. Chúng thi hành những luật pháp giả mang, chúng lập ba chế độ khác nhau ở Trung Nam Bắc. Dã man，这里的咱们，Chúng thi hành những如果这边要翻译的话，不应该会翻成野蛮。咱们是野蛮，但是这里其实也不能算是野蛮，而是残暴的意思。越南语的野蛮对应到中文当然是咱们，但是我们按照它的语境来看的话，你实施了一些很残暴的法律。那这样子的一个行为是属于野蛮的。luật pháp giả mang chúng lập ba chế độ khác nhau ở Trung Nam Bắc. OK，这个就是我们之前上一部影片有讲到，就是他成立了这个北旗、中旗、南旗三个自治区，来分开管理越南。Để ngăn cản việc thống nhất nước nhà của ta, để ngăn cản dân tộc ta đoàn kết.
Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nổi của ta. Nòi 是种的意思，就是人种族的这个种。一般来讲，我们会讲nòi giống，就是giống，giống 是那个苗哦。例如说，我们把这个稻米，然后让它长出这个稻苗的时候，我们会做那个绒，绒螺。那两个是算是暖绒，其实算是同义副词。这边指的就是越南人的这个种族。chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu。哇，这句我就觉得非常的强烈啊！他们在我们。他们沐浴在我们每一次起义的鲜血当中。我们必须要说，胡志明本人，我觉得他的演说功力也非常的强，然后他的文学造诣也很高。胡志明本来就是一个语言天才啊，他会很多的语言。然后我觉得每一个大时代的领导都有一个能力的，就是必须要，你要嘛就是很擅长言辞，要么你就是很会打仗，哦，那例如说希特勒，哦，他就很会演说，所以他才会能够吸引这么多的支持者。那像蒋介石跟毛泽东这一类的人，我就觉得他们应该是军事方面比较擅长，我还没听过他们比较激励人心的演说。那像胡志明，为什么他会这么擅长的去说这些？因为他当初还必须要用法语去法国演讲，哦，说服法国人支持越南独立，所以其实他本来就很擅长的，就是针对人心这一块，去做一些很激励的言辞。那他在这边讲了这个话，马上就能够激起人的这个情怀嘛，哦，他们沐浴在我们每一次革命的鲜血当中，听起来就非常的壮烈。我们再听一次。中单各国。Khởi nghĩa của ta trong những bể máu. Chúng ràng buộc dư luận thi hành chính sách ngu dân. Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn để làm cho nội chúng ta suy nhược. Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta sơ sát, tiêu điều. Tiêu điều. Chúng cướp không ruộng đất.在这边的这个空，我就真的没有看过越南语为什么会有这种用法。这可能真的就是他那个时代才会有的用法。空本来应该是一个否定词，那中国空容的很忙源流，他们抢了所有的土地原料，那为什么要用空？我猜这个空应该是指不仅仅是，不仅有，不止的意思啊。Chúng giữ độc quyền in di bản xuất cảng và nhập cảng. Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn trở nên bần cùng. Chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên. Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn. Mùa thu năm 1940,phát xít Nhật đến châm lăng Đông Dương để mở thêm căn cứ đánh đồng minh. OK, phát xít Nhật, phả xí sư Rư Bẩn. Đáng sử sinh với Rư Bẩn, xuyên bụi đã gần phả xí sư Đỡ Quốc, Na Trời Đỡ Quốc, hồng cái chân xịn, sẽ hồi dạng dự chân bụi đã. Nên mình bản thân tại chứ sư xí quan sổ, tham mình sư châu xin quốc mà, đúng không? Thì bọn thực chiến pháp quỷ gối đầu hàng, mở cửa nước ta rước Nhật. Từ đó, dân ta chịu hai tầng xiềng xích Pháp và Nhật. Từ đó, dân ta còn cực khổ, nghèo nàn. Kết quả là cuối năm ngoái sang đầu năm nay, từ Quảng Trị đến Bắc Kỳ, hơn 2 triệu đồng bào ta bị chết đói. OK, 当时的行政区域是怎么样子，我不清楚，但是胡志明也用了 Bucky 这个词，那毕竟当时就是既有的这个名词嘛，对吧？而且我觉得他讽刺法国讽刺的非常的偏僻入理。Ngày 9
Tháng 3 năm nay, Nhật tước khí giới của quân đội Pháp, bọn thực dân Pháp hoặc là bỏ chạy hoặc là đầu hàng. Thế là chẳng những chúng không bảo hộ được ta, trái lại trong 5 năm chúng đã bán nước ta 2 lần cho Nhật.这边必须要解释的一个东西，就是法国在殖民东南亚这些国家的时候，他都会说这些国家都是我的保护国，我要去保护他们。他不会用殖民这个词。那胡志明这边就说嘛，啊，好啊，你保护我，可是当别人入侵我的时候，你好像也就只会跪下而已，你并没有达到保护我的作用，而且你还把我卖给日本2次。Trước ngày 9 tháng 3, biết bao lần Việt Minh đã kêu gọi người Pháp liên minh để chống Nhật. Bọn thực dân Pháp đã không đáp ứng, lại thẳng tay khủng bố Việt Minh hơn nữa. Thẳng tay khủng bố, 应该是指这里的恐怖，应该不是恐怖了，应该就是陷害的意思吧？就是还你不仅不跟我一起打倒日本，抵抗日本。你是我保护国，你还处理我，还陷害我这样子。thậm chí đến khi thua chạy, chúng còn nhận tâm giết nốt số đông tù chính trị ở Yên Bái và Cao Bằng. Vì vậy, đối với người Pháp, đồng bào ta vẫn giữ một thái độ khoan hồng và nhân đạo. Sau cuộc biến động ngày 9 tháng 3, Việt Minh đã giúp cho nhiều người Pháp chạy qua biên thủy, lại cứu cho nhiều người Pháp ra khỏi nhà giam Nhật và bảo vệ tính mạng và tài sản cho họ. Sự thật là từ mùa thu năm 1940, nước ta đã thành thuộc địa của Nhật, chứ không phải thuộc địa của Pháp nữa. Khi Nhật hàng đồng minh, thì nhân dân cả nước ta đã nổi dậy giành chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Sự thật là dân ta đã lấy lại nước Việt Nam từ tay Nhật, chứ không phải từ tay Pháp. Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị, dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập nên chế độ dân chủ cộng hòa. 你看，人家他非常重视这个打倒这个君主制这件事情，推翻君主制，所以后来法国1946年又在南越建立起了这个越南国，你也就是叫这个保大帝重新出山当国家元首，然后让吴廷琰当了总理这件事情，对越盟来讲，不觉得是一种很大的讽刺吗？我好不容易推翻了这个帝制，你要给我再重新建立了一个帝制的国家。bởi thế, cho nên chúng tôi lâm thời chính phủ của nước Việt Nam mới đại biểu cho toàn dân Việt Nam tuyên bố thoát ly hẳn quan hệ với Pháp, xóa bỏ hết những hiệp ước mà Pháp đã ký về nước Việt Nam, xóa bỏ tất cả mọi đặc quyền của Pháp trên đất nước Việt Nam. Toàn dân Việt Nam trên dưới một lòng kiên quyết chống lại âm mưu của bọn thực dân Pháp. Chúng tôi tin rằng các nước đồng minh đã công nhận những nguyên tắc dân tộc bình đẳng ở các hội nghị Tehran và Cựu Kim Sơn, quyết không thể không công nhận quyền độc lập của dân Việt Nam. Một dân tộc đã gan gốc chống ngách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan gốc đứng về phe đồng minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập. Vì những lẽ trên, chúng tôi, chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, trân trọng tuyên bố với thế giới rằng nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật là thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng
tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.感动吗？就算我不是越南人，我还是看得蛮感动的。好啦 ，OK， 那以上就是胡志明的独立宣言演说。那这个画面，这个状态呢，就是被写成了我上一篇所讲的那一首诗。那诗描述的内容就是这一部影片所演讲的内容。OK， 全长就是不到八分钟了，然后加上片头片尾这样子，应该七分多钟的演说内容，非常的激昂，振奋人心。好，以上就是胡志明的独立宣言，跟各位分享。我们下一部影片再见喽，拜拜。